Hà, xin lỗi chị. Anh nghe đây. Dạ à, anh Thiên hả? À, Ellie mới vừa ra khỏi phòng. Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn chú mày nha. Dạ, anh có cần em đi theo dõi không anh? Không cần đâu. Anh biết cậu đang ở đâu mà. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Dạ. Sắp tới giờ rồi, anh em ra xe đi. Nghe đây, theo chỉ đạo của cấp trên, chúng ta tổ chức lực lượng để vây bắt các đối tượng mua bán ma túy. Trong khi thi hành nhiệm vụ, phải tuyệt đối giữ bí mật và đảm bảo an toàn, không để xảy ra thương tích khi làm nhiệm vụ. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Xuất phát. Đi đâu anh Thiên? Cửa hàng số 1. Dạ. Dạ, cảm ơn ông chủ rất nhiều. Em sẽ không làm ông chủ thất vọng đâu. Tôi cũng hy vọng như vậy. Nhiệm vụ lần này không được phép thất bại. Anh em phải cố gắng hết sức, rõ chưa? Dạ. Tôi có chút việc muốn nhờ ông đây. Khi người của tôi bắt thằng Bóng Mang, nhờ ông phái một người để giúp nha.
Sao nhóm tài liệu chưa tới hả anh? Còn sớm mà, đợi chút nữa đi. Dạ. Tới rồi. Xin lỗi, kẹt xe nên đến hơi trễ. Không sao, đúng giờ mà. Triệu đô la, kiểm tra lại không? Không cần đâu. Ờ, không khóa bằng khóa số, không sợ thằng bóng ma sao? Có cho về nó cũng không dám tới đâu. Đàn em của tôi bảo vệ hết rồi. Đúng là có cho về nó cũng không dám tới thiệt. Đây, chính tay anh Tài đã niêm yết số hàng này, nếu cần cứ kiểm tra. Không cần đâu, đủ rồi. Tao nói rồi, có cho về nó cũng không dám xuất hiện đâu. Anh em đang nhắc tới tôi đó hả? Anh em, không được nổ xuống, bắt sống đó. Bụng ma, mày ngon xuất hiện đi. Đi.
Dạ em nghe. Các anh em sẵn sàng vào vị trí. Chờ lệnh của tôi. Có thể chúng ta bị gài bẫy. Rõ chưa? Rõ. Nhớ những gì tôi dặn. Dạ. Nói với anh em, cứ yên đó, chờ lệnh của anh Lâm. Thằng đó là thằng nào vậy? Chẳng cần biết thằng đó là thằng nào, chỉ cần giúp mình bắt thằng bốn ma là được rồi. Hải Sơn, đó là người của ông hả? Tôi tưởng nó là người của ông chứ. Anh à, anh cứ còn nghỉ đi. Để em đi lấy bông băng em băng lại cho nha. Vết thương hở rồi, máu chảy nhiều quá, để em cầm máu cho. Bình tĩnh đi, mấy cái vết thương nhỏ này đâu nhầm nhò gì đâu. Nhưng anh chỉ tiếc một điều á, là không được chơi hết mình với tụi nó thôi. Hôm nay á, anh bị tẩu trát rồi. Làm gì á mà tới mấy băng nhóm muốn bắt sống anh luôn. Anh mà thoát được về đây á là may mắn lắm rồi. Em biết sao không?
tức là cái đầu của anh với cái này hấp dẫn lắm đó. Em nghĩ cái vali thì đúng hơn. Hôm nay á, có một thằng định giành cái vali với anh. Mà nói thật, cũng nhờ nó mà anh em mình mới thoát được đó. Không ngờ tụi nó cũng có một kẻ thù giống như anh em mình. Lúc nãy á, em cứ suy nghĩ, em tưởng tên nó cùng băng với tụi nó. Hữu à, vậy là em cũng biết tụi muốn truy bắt anh. Em có biết đâu, anh cũng biết rồi mà. Em đâu có đành gì mấy cái băng nhóm giang hồ. Để làm cho. Cảm ơn em nha. Nếu như hôm nay không có em thì chắc anh phải nằm trong nhà đá rồi. Để em làm cho. Cái chìa khóa vạn năng này giúp mình nhiều vụ ha. Sao rồi? Báo cáo thủ trưởng, không phát hiện ma túy trong số bánh anh này. Cảm ơn đồng chí. Bây giờ á, mình cùng xem chiếc lệ phẩm của mình nha. Sao toàn tiền âm phủ vậy? Không ngờ mình bị gài. Tức thiệt. Bỏ biết bao nhiêu công sức. Mà tại sao tụi nó lại có vẻ rất kín đáo và bí mật vậy không biết? Tụi nó phải làm cho càng giống càng tốt chứ em. Cố tình đưa mình vô bẫy mà. Anh linh tính vụ này ngay từ đầu rồi. Cũng may mà. Thật đáng ghét mà. Thôi bỏ đi Hữu. Coi như đây là một bài học. Xém xíu là anh em mình rơi vào tay tụi nó rồi. Em thề là sẽ bắt thằng Tài Lì trả món nợ này. Không mà làm của tao. Quỳnh Hữu, cô gái tấn công anh, em có đoán được là ai không? Dạ không. Mà có khi nào cô là sát thủ mà anh Hải Sơn từng cảnh báo không? Có thể.